Hello, xin chào mọi người ạ. Mình là Yến đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video ngày hôm nay của Yến ạ. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về chủ đề đó là chúng ta sẽ không còn phải bức bối, khó chịu và cáu gắt trong những ngày đèn đỏ như trước đây nữa đâu ạ. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây khi chúng ta sử dụng băng vệ sinh thì chị em phụ nữ chúng mình thường hay cảm thấy là mình bức bối vì bắt ẩm ướt và mình sẽ cảm thấy khó chịu, rất là khó chịu, và thậm chí cái tính tình của mình nó cũng thay đổi trong những ngày đèn đỏ bởi vì mình đau bụng. Thành ra những người xung quanh mình họ không hiểu điều đó và chỉ bản thân mình chịu đựng, và lúc đó thì mình trút cái cơn giận, cơn tức tối, cơn bức bối ở trong người ra những người xung quanh. Đó là có thể mình sẽ cáu gắt với chồng này, có thể tức tối cáu gắt với con này, thì đấy là những cái vấn đề tự nhiên mà chị em phụ nữ chúng ta thường hay mắc phải. Và bây giờ, hiện tại bây giờ chị em phụ nữ chúng ta sẽ không còn những cái vấn đề đó nữa. Chúng ta sẽ hoàn toàn có những cái ngày đèn đỏ thoải mái tuyệt vời và tính tình của mình cũng vui vẻ giống như những ngày bình thường trước đây ạ. Đấy là khi chị em phụ nữ chúng ta biết đến cái sản phẩm Cốc Quyền Sanan Anticap ạ. Thì đây là cái sản phẩm Cốc Quyền Sanan Anticap mà bên Yến đang phân phối. Và cái sản phẩm này sẽ giúp cho chị em phụ nữ chúng ta sẽ không còn cái cảm giác mình bức bối, bí bách, ẩm ướt, khó chịu nữa, và sẽ giảm hoàn toàn cái tình trạng đau bụng kinh của chị em phụ nữ chúng ta trong cái kỳ đèn đỏ của mình, làm cho mình có cuộc sống thoải mái hơn trong những ngày đèn đỏ và cảm thấy tự tin hơn trong những ngày đèn đỏ. Và khi đã thoải mái, tự tin và không còn đau bụng kinh nữa, thì mình sẽ cái tính tình của mình nó sẽ vui vẻ, thoải mái, hòa đồng và trong những ngày đèn đỏ giống như những ngày bình thường. Vâng, và nếu chị em nào quan tâm đến sản phẩm Cốc Quyền Sanan Anticap này thì mọi người có thể là liên hệ với em Yến qua số điện thoại 0978485910, và để em Yến tư vấn cho mọi người được kỹ hơn. Và em Yến dám khẳng định rằng cái sản phẩm bên em Yến đang phân phối là dòng sản phẩm Cốc Quyền Sanan Anticap chính hãng. Đây là cái sản phẩm chính hãng và mọi người có thể kiểm tra hàng trước khi sử dụng, kiểm tra xác nhận hàng chính hãng trước khi sử dụng. Vâng, và nếu các chị hãy kích, hoặc là cách thứ hai đó là các chị hãy kích xuống đường link phía dưới về trang Facebook của em Yến là Yến Tâm An, thì em Yến sẽ tư vấn kỹ cho mọi người và sẽ gửi tài liệu để mọi người tìm hiểu về cái sản phẩm này kỹ hơn trước khi sử dụng, và đảm bảo rằng mọi người sẽ được sử dụng trải nghiệm cái sản phẩm Cốc Quyền Sanan chính hãng mà bên em Yến đang phân phối. Và em Yến cam kết rằng sẽ đồng hành cùng với tất cả các chị để các chị có cái kỳ đèn đỏ của mình được thoải mái, tự tin và dễ dàng sử dụng nhất trong những kỳ đèn đỏ của mình. Vâng, và mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Yến Nguyễn để theo dõi nhiều video tiếp theo của Yến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau ạ.